Nhà anh chồng Mít Thái, năm bán được bao nhiêu đâu à? Gần triệu trên trái, bán năm đủ tiền cưới dâu. Người ta đang mơ, tại sao người ta còn ai đang đợi chờ? Lạc vào trong cơn mơ, khi nơi đây bên kia ta là biệt mơ. Người ta đang mơ, tại sao người ta còn ai đang đợi chờ? Hay que llevarla pa' la vieja escuela. Y es que va a apretar, echando eso pa' acá. La nalga para atrás. TikTok em trăm nghìn follow, anh cười nhìn em mới bao ngầu. Gặp mặt lần đầu là yêu ngay, mong em bên anh hết đêm nay. Chân chính tình trường là chuyện bình thường, yêu nhau say đắm khi mà lên phường. Mẹ đừng nhiều lắm, anh là bad boy, đơn giản anh yêu là anh cười thôi. TikTok em trăm nghìn follow, anh cười nhìn em mới bao ngầu. Gặp mặt lần đầu là yêu ngay, mong em bên anh hết đêm nay. Chân chính tình trường là chuyện bình thường, yêu nhau say đắm khi mà lên phường. Mẹ đừng nhiều lắm, anh là bad boy, đơn giản anh yêu. Lộn nhà anh chồng Mít Thái, anh chồng Mít Thái, đạt 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 Mít Thái, chồng Mít Thái. Mấy thanh niên mới lớn thích các chị mặc như này. Đố bạn dám nói chữ A mà không mở miệng. Nghe nè. Chờ bước đi nhanh, đừng vội bóp nát trái tim anh. Người đã có ước mơ trong anh, hạt mơ hãy rơi. Được gần em bên phút giây thôi, dù ánh mắt đó quá xa xôi. Hay là anh thôi lang bạc nữa, anh dọn đồ về sống gần em đi. Mẹ có hỏi thì em nói là người quen, quen lâu lắm, khi nào không nhớ nữa. Baby ơi em sẽ nhớ đến đây, đôi mắt long lanh như là một cầu xin.
có nụ hồng không phải vì lo li em thân những ngày. Đó có phải là yêu hay không, tại sao lòng tim mình như vậy? Đó không phải tình yêu, tại sao tìm cách để xoay lại? Thật nhiều cơn đau đến bên em ngồi, người mà em thương trước kia đâu rồi? Bỏ mặc em đứng khóc than giữa trời, cần bình yên thôi nỗi đau không mời về đi. Đi ra ngoài đường là không bao giờ bận quần xà lít hết. Em chẳng hiểu là lý do tại sao. Xong chơi em nghèo thì lên xe. Ý lộn, thì chịu khó chị theo đi, chứ xe này không có yên đâu mà đèo. Đừng xa đằng kia đang bước vô, làm cho tim anh như tăng cầu. Cầm một nhành hồng thật chặt trong tay, baby ơi em xin nhắc đến đây. Đôi mắt long lanh như là một cầu, xinh cơ như anh cũng phải yên đầu. Rolex sơ mi nhìn thật đẹp trai, hai ước yêu nhau nữa là đúng mà. Nó nghe nè, mình thích một câu rap rất là hay, là vào một ngày bình thường, vài bộ đồ bình thường, gặp một người bình thường và yêu theo cách người thường. Không cần cao đâu, lùn lùn cũng đáng yêu mà. Cũng không cần quá gầy, mập mập xíu nhìn dễ thương. Con thấy con xinh không? Con xinh không cốt? Hả? Con xinh không? Xinh không? Xinh gì? Con xinh không? Con đẹp không? Con đẹp không? Xinh không á? Tao có thấy mẹ gì? Gọi em là Sài Gòn năm 1975 vì nụ cười của em đẹp như ngày giải phóng. Đừng hôn nhau ở nơi đông người, tôi đề nghị anh kêu quá phường. Sài Gòn đâu có lạnh, Sài Gòn đâu có lạnh đâu. Xa nơi anh ra đường chơi với gái cứ quấn lấy nhau. Sài Gòn đâu có lạnh, Sài Gòn đâu có lạnh đâu. Xa nơi anh ra đường chơi với gái cứ quấn lấy nhau. Trouble you'll find you no matter where you go.
gì đó. Con này nó láo lắm. Cháu chỉ gọi nó tí thôi mà nó cũng bảo cái chỗ này nhiều máu nè. Tăng ca mấy cô em gái như ba nà công thức thể hiện như một nửa chùa chai con thích cho là phải chất không phải nữa chân đại quyến đủ bờ mông chơi hết số mà em bước vào trong đêm nay tập nghỉ được không chơi em lối cái đường không. What you know about rolling down in the pada ngatain Pargoy alay. Sekarang lu pada joget Pargoy. Bodo amat, Pargoy bos. Nghèo quá thầy buồn, thầy xăm. Cái hình xăm này em biết cái nhiêu không? Cái em nghĩ 1 triệu quá. Sai lầm rồi, nó chỉ có 200 ngàn thôi nha cái em. Hình xăm này nó cũng có 150 ngàn thôi. Rồi cái con ké nó nè.